Chào các bạn, hôm nay mình làm cái video clip này hướng dẫn cho các bạn cách để các bạn kiểm tra cái giấy chứng nhận mà tiêm ngừa vaccine COVID-19 mà các bạn đã được chích một mũi, hai mũi. Mà muốn thông tin, muốn biết cái giấy chứng nhận nằm ở đâu thì các bạn, một là các bạn tải phần mềm sổ sức khỏe điện tử về điện thoại. Còn nếu mà các bạn tải phần mềm sổ sức khỏe điện tử không được hoặc là phần mềm bị lỗi, các bạn có thể tra trực tiếp trên mạng. Trước tiên là các bạn vô trình duyệt web, các bạn tìm theo địa chỉ này, đây, cổng thông tin tiêm chủng COVID. Đó, có đường link mình sẽ dán ở phía dưới phần mô tả của video clip. Đầu tiên các bạn muốn tra cứu về phần giấy chứng nhận tiêm vaccine mũi 1, mũi 2 thì các bạn vô phần tra cứu chứng nhận tiêm hoặc là đăng ký, tra cứu đăng ký tiêm vaccine thì các bạn chọn vô là tra cứu thì chứng nhận vaccine thì chọn vô tra cứu chứng nhận vaccine. Rồi các bạn điền thông tin của các bạn vô cho đầy đủ những cái khung yêu cầu của trang web. Đây là họ và tên, số điện thoại, ngày tháng năm sinh, giới tính, giấy chứng minh nhân dân, số thẻ bảo hiểm y tế. Nếu các bạn có thẻ bảo hiểm y tế thì các bạn điền, còn không có thì không cần điền cũng được, không sao. Nhưng các bạn điền cho đầy đủ, cho đúng hết. Các bạn chọn vô, ở đây phần ngày tháng năm thì các bạn chọn vô ngày tháng năm. Nếu mà các bạn có năm mà nó nhỏ hơn 2016 thì các bạn bấm vô cái mũi tên ở đây. Đó, các bạn chọn đúng cái thông tin, đúng cái ngày tháng năm sinh của mình, chọn vô năm sinh, tháng sinh. Chọn vô năm sinh, tháng sinh, ngày sinh, các bạn chọn cho đúng. Mô hình này, đó là tra cứu. Khi các bạn bấm vô tra cứu thì nó gửi cho bạn một mã OTP. Đó, mã OTP gửi về 365356 đó. Các bạn bấm vô nhập hết các mã OTP thì các bạn bấm vô xác nhận. Đây. Đó, đã tiêm một mũi vaccine. Đó, các bạn có hai mũi thì nó sẽ hiện màu xanh. Các bạn có một mũi thì nó sẽ hiện màu vàng. Nếu mà các bạn muốn đăng ký tiêm mũi tiếp theo thì bấm vô đăng ký tiêm mũi tiếp theo. Rồi bấm tiếp tục. Chúng mình đã đăng ký rồi nên nó báo lỗi nha các bạn. Ok, thì mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách để các bạn tra thông tin về cái mũi tiêm vaccine đầu tiên của các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip.